em là chị, bắt tay chị cái. Hài hước ha, hài hước. Đó đâu, em chỉ có vui vui tí thôi chị. Rồi. Chị Cát Tường xin. Vâng, cảm ơn em. Còn gì nữa không? Chị sẽ quay em quay xem. Quay cái gì vậy? Không, nhưng mà chị xem gì? Không, nhiều khi cái này nó che hết thì em thấy. Thế em muốn xem gì? Thấy vòng một được rồi. Không. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, thưa khán giả, là em tên là Phùng Hải Đăng, quê em ở Thái Nguyên, ở miền Bắc. Em hiện đang sinh sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì là về bên giám định hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, công ty trách nhiệm hữu hạn giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ, em 32 tuổi anh ạ. 32 tuổi. Dạ. Rồi, và bạn gái. Vâng, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Lê Thị Thu Huế, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là em làm nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại, làm cho một văn phòng luật ạ. Em quê ở Hà Nội ạ. Hiện tại thì gia đình nhà em chuyển vào sống ở Bình Dương ạ. Hay quá, nghe cái giọng em vậy là người ta phải trả nợ thôi. Chị có mấy con nợ mà hoài mấy năm đòi không trả, em đòi chị nha. Một chị có hợp đồng thì bên em xử lý được, còn nếu như mà chị cho bạn bè vay nó cũng hơi khó. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là trong công việc thì em nắm bắt cái tâm lý của khách hàng nó cũng khá là tốt ạ. Còn về nếu mà ngoài công việc ra thì em thấy là em nấu ăn tạm tạm, em biết chăm sóc mọi người, em khá là một người phụ nữ của gia đình. Hạn chế điểm của em thì em nói hơi nhiều, em hơi kỹ tính, là em hơi sạch sẽ quá. Ví dụ như là chân bàn của em mà ai mà không được sự đồng ý của em thì em không thích người đấy đụng vào. À, dạ. Ai mà vô tình mà vô nhà mà lên phòng ta mà leo lên giường nằm cái là thôi xong rồi phải không? Thay liền cái ra giường nó liền đúng không? Không đến mức đấy, nhưng mà em sẽ tỏ thái độ là em không, không thích. Không đồng ý. Dạ. Bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh khỏe, có sức khỏe. Rất khỏe. Dạ, rất khỏe. Em nấu ăn cũng rất ngon. Rất ngon. Đó là những món miền Bắc. Và mấy cái món canh chua, giả dụ như canh chua khá có thộ trong miền Nam này, em vẫn nấu được. Về công việc về mới về tất cả cái kia thì em cũng vẫn bình thường. Cái kia là cái gì bình thường? Ngoại giao xã hội là anh em bạn bè là tất cả đất nước Bắc Trung Nam, là em nói thật với anh là đa phần là cũng biết em. Tên Phùng Hải Đăng hay hoặc là em biệt danh Đăng Lì thì trời ơi là Đăng Lì gớm nhỉ. Đăng Lì đấy là cái biệt danh ấy thôi. Em có tật xấu gì không? Khuyết điểm gì không? Em thì nhiều khi cũng hơi mất bình tĩnh chút. Nhưng mà sau đấy thì em vẫn điềm đạm, vẫn biết giả dụ như ai cũng có sai thì mình vẫn nhận sai, nhận lỗi. Em thế đâu phải là khuyết điểm đâu. Dạ. Cái đấy là gọi là khuyết điểm trong những cái phần đấy thôi anh ạ. Tất nhiên là mình cũng có cái sai. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trước tiên em hy vọng là không hút thuốc. Không hút thuốc. Bên kia có hút thuốc không anh? Em từ nhỏ đến giờ không biết thuốc lá như thế nào. Em thích anh ạ. Dạ. Rồi. Rượu bia biết chút chút thôi. Dạ, chứ... rượu bia chút chút là được anh ạ. Dạ. Thế là không cờ bạc, không gái gú ạ. Cờ bạc với gái gú hình như là em không có. Không em có. Không có luôn. Ngoại hình. Ngoại hình thì em mong ước là cao hơn em. Nếu được thì cao từ 1m65 trở lên. Ôi, em 1m60, 1m60, 1m60. Cao hơn em đấy anh ạ, em chỉ là cao hơn em. Nhưng mà cái nếu được thì từ 1m65 mà không thì cao hơn em là được. Bên này 7 mấy luôn đó em. Bên đấy tốt quá. Còn gì nữa sao em? Anh có được 54kg. Cân nặng thì cái đấy về em thì nấu ăn cũng tạm tạm đủ để làm cho anh tăng cân. Em thích gầy hay thích mập hay là thích milu hay là nhỏ nhắn xinh xinh như thế nào? Nếu mà gầy thì em sẽ cố gắng để làm cho người yêu tăng cân, nếu mà tròn thì ôm cho nó dễ ôm. Vậy anh 102kg thì không biết em ôm được không? Thật ra thì về cân nặng, nếu mà nó nặng quá thì em nghĩ là nó không tốt về vấn đề sức khỏe là trước tiên. Thì mình nên là đúng rồi, cân anh nặng cũng muốn xuống nó, để nó... Anh cũng muốn nó giảm xuống cho nó người nó đẹp, nhiều khi nhỏ nhắn nó vẫn khỏe hơn. Đúng rồi. Dạ. Thôi, bây giờ em hãy cho anh biết rằng em ghét gì nhất của đàn ông, tật xấu gì nhất á? Lăng nhăng ạ, chắc mỗi cái đấy thôi anh ạ. Rồi, thì còn bạn trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái thì ngược mới lăng nhăng. Không chung thủy, đâu, chung thủy. Chung thủy, chứ không chung thủy là nó lại lăng nhăng rồi. Anh ạ. Ông này rối não quá nha. Anh ơi, làm em run á, đổ mồ hôi hết tay ạ. Em là chị, bắt tay chị cái. Hài hước quá ha, hài hước. Đó đâu, em chỉ có vui vui tí thôi chị. Rồi. Chị Cát Tường xin. Vâng, cảm ơn em, còn gì nữa không? Chị sẽ quay em quay xem. Quay gì, quay gì ạ?
Không, nhưng mà chị... Xem gì? Không, nhiều khi cái này nó trẻ hết thì em thấy mỗi... Thế em muốn xem gì? Thấy vòng 1 được rồi. Không, vòng 1 đấy nó chỉ là một phần. Thế vậy em muốn xem gì giờ? Không, xem bạn gái bên kia, xem chị làm chi? Thì đấy, thì em ý em muốn chị mở mở to to cái này. Không có được, cái này cái màn không có cảm thấy gì hết á. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào nữa? Thì đối với em cứ chung thủy chăm sóc cho gia đình. Cái đấy em làm được anh ạ. À, ngoại hình dù béo xấu hay là đẹp gái hay là cái gì thì em cũng duyệt xạo. Ơ sao chị nói em xạo? Xạo nhiều khi em đâu có hiểu đâu, ngoài Bắc người ta nói bốc phét không à? Thế bốc phét miễn sao cái tư tưởng tinh thần chín chắn. Chín chưa? Chị phải nói em chín cái gì? Thì chín chắn. À chín chắn, em chín chắn về tư cách, về con người, phẩm chất. Là đúng mình rồi. Sẽ lập nghiệp ở trong Sài Gòn luôn, thành phố luôn. Vâng, thì nhà cửa em đây, công việc đây thì duyên số thì đến với miền Nam là mảnh đất thân yêu, đất lành, chim đậm. Thế nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Kiểm tra làm gái thế nào nha? Không, anh kiểm tra nó vừa vừa thôi. Vừa thôi, anh quá. Đúng rồi. Anh. Rồi, chào em gái. Nghe giọng nói với em á, nó khác xa với em xinh hơn đúng không? Đúng rồi, cái giọng nói nó hồi nãy anh nghe em tưởng đâu là em phải mình đàn như đàn ông lắm á. Dạ. Một bên là giám định, một bên là thu hồi nợ. Được, có ghen không? Cái này ghen là mệt lắm rồi nha. À em thì tình yêu thì cần sự tin tưởng và chung thủy. Chứ còn ghen thì nó chỉ là gia vị thôi, cũng đừng ghen quá là được. Ghen quá nhiều khi yêu quá ghen quá anh ơi. À, ghen quá thì em nghĩ là nó không nên, bởi vì là mà mình yêu thương thì mình phải tin tưởng lẫn nhau. Rồi, anh chị bây giờ cho em mà khoảng 2 phút em kiểm tra nợ xấu của bạn nam bên đây coi có gì không nha. Thử coi. Kiểm tra em á. Alo, anh em ở bên ngân hàng em đòi nợ. Em cúp máy luôn sao? Không nói. À không, việc đầu tiên mà khi mà em muốn tìm hiểu người em sẽ check CIC trước. CIC đó là kiểm tra xem người đấy có nợ xấu không anh ạ. À. Nó là bệnh nghề nghiệp nên là em thấy hơi sợ những người mà có nợ xấu. À, em có nợ xấu gì không? Em toàn nợ đẹp thôi anh ạ. Mình hỏi ý kiến người thân coi sao em nha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em với chị họ của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, quý vị khán giả ạ. À. Em là bạn thân của Huế ạ. À. Anh trai bên này thì em thấy là ngoại hình là cao to đẹp trai vạm vỡ lắm mấy ơi. Tính tình đó thì rất là chín chắn và rất là vui vẻ nữa. Có thể là hợp đến 90% mọi người. Dạ, lý tưởng của bạn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi cùng với anh trai ruột cháu và mấy anh em bạn bè. Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là anh trai của Hải Đăng, được chương trình quan tâm cho hai em gặp nhau. Thì tôi thấy đây là một cái chương trình rất là nhân văn. Bởi vì trong cái môi trường xã hội Sài Gòn này sống rất năng động và thời gian dành cho cái tìm hiểu như không có. Nên tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Và MC Quyền Linh và MC Cát Tường phải ăn thật nhiều sức khỏe để làm từ 0 giờ sáng đến 24 giờ đêm để cho tất cả cặp đôi và đang cô đơn đến được với nhau. Thế còn nói về cái này thì em gái bên này thì tôi thấy đối với gia đình là rất là tuyệt vời. Hai em sẽ đến được với nhau. Thì tôi hy vọng rằng hai em hãy cho nhau cơ hội và để tiếp tục tìm hiểu. Cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Rồi. Em quay gửi anh. Đó. Dạ. Ừ. Dạ anh. Không gian được các bạn đó. Dạ. To à. Em bằng anh ạ. À. Cảm ơn anh. Lúc mà đăng ký tham gia chương trình ấy thì em định mua tặng anh một cái áo nhưng mà em lại không biết là như thế nào nên là em chuyển sang mua tặng anh quyển sách tản văn thôi. Nhưng mà có cái câu tựa đề của nó rất là hay, gọi là mở lòng và yêu đi, thì em hy vọng là anh sẽ thích quyển sách này. Ồ, yêu là phải mở lòng, yêu nhiều khi người ta yêu thầm thì sao đúng chị? Yêu đơn phương rất là khó, khó để mà người ta biết được, nên là thôi mình cứ có gì thì mình cứ mở lòng ra và trao đổi thì nó tốt hơn. Không, anh nhìn em cũng xinh xắn. Dạ vâng, em biết em xinh. Dễ thương. Dễ thương hơn chị Cát Tường chứ. Chị Cát Tường cười xinh. Anh Quyền Linh nhỉ? Thật ra thì nghe cái công việc của em thì nó hơi đặc thù. Công việc của em thì anh hiểu. Nhưng mà em thì em cũng bản thân em và mọi người đánh giá thì em thật ra em không hiền, nhưng mà em thì biết điều thôi. Nghĩa là cái vấn đề gì mà
cần hiền thì em vẫn hiền, cái gì cần biết điều em vẫn biết điều, những cái gì mà em cần phải tranh luận để đưa ra một cái không, kết quả cuối cùng thì em sẽ tranh luận. Nhiều khi giả dụ như người ta nói là cái gì cũng biết mà biết điều không biết. Em biết điều được. Em biết điều. Hồi con người ai cũng thế, cứ biết là được, đúng không chị? Dạ. Ngồi nói chuyện bạn gái đi, cái đĩa của tôi rồi chứ gì trời. Không thì nhiều khi em phải tía qua chị vì chị toàn tía em hoài. Nếu mà dự định kết hôn thì em dự định sớm hay là trễ? Nhưng mà anh nghĩ cũng sớm nhỉ. Em mong ước là đến năm 2019 ạ. Anh thì một tháng, hai tháng và năm sau, một năm sau. Thật ra cái vấn đề mà Mình có thời gian mình tìm hiểu là dự định thì nó là bản thân mình đặt ra. Còn cái vấn đề mà thời gian thì phải tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là mình cần bao nhiêu lâu. Hẹn hò đi, tính kế hoạch đi. Em thì ở quận 7 nhưng mà Sài Gòn nhiều khi cũng chạy hàng hóa mà chị, cũng chạy lông nhông các quận. Em thì ở quận Tân Bình, em ở chỗ cầu vượt Hoàng Hoa Thám, chắc là cũng gần nhỉ. Đi khoảng nửa tiếng không tắc đường chắc tới chị nhỉ? Tiếng? Không, một tiếng em đi nhanh, em đi nhanh mà không ẩu. Nhiều khi bắt xe buýt thì đi một tiếng đến. Tình yêu thì nói đúng ra ai cũng trên đời ai cũng yêu đúng không em? Dạ. Ai cũng thường yêu một đến hai lần và nhiều lần. Dạ. Nhưng mà cuộc sống gia đình theo quy luật của con người thì có vợ có chồng có con thì nó mới là một cái gia đình. Dạ. Mới đầu nhìn mặt và nói chuyện anh cảm thấy em đúng là người phụ nữ của gia đình anh cần. Nói đến đây thì em hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thôi em không nói nữa. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đêm. Người yêu thương của mình đang ở đây hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ. Hai bạn nắm tay nhau đi ha. Dạ. Về tìm hiểu thật kỹ, chúng ta có một quyết định đúng đắn nhờ cái sự tư vấn của bên đàn trai và đàn gái nha. Anh vui quá, cười quá trời. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng, cầm lấy. Gửi tặng hai bạn, đây là bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Skin Azak. Em nắm tay anh cho. Thôi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX Hàn Quốc. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai rất là hài hước. Nắm tay đưa đi. Dạ, nắm chặt nhau. Em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ mà, cần tìm người ngủ chung gấp. Tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Rồi em cũng không biết nhậu và không biết uống bia. Không trời ơi, hay quá lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào em, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Phạm Ngọc Nhung. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng của một công ty thương mại điện tử. Quê hương của em thì là quê hương của hai cái người hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam, đó là bà Từ Dũ và hoàng hậu Nam Phương. Em đến từ Gò Công, Tiền Giang ạ. Rồi, cùng quê anh Nguyễn Linh đó. Dạ. Rồi, bạn trai giới thiệu đi. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả, chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Cao Duy Tân, năm nay em 25 tuổi và nghề nghiệp của em hiện tại là giám sát an toàn cho công ty cơ điện lạnh. Giám sát an toàn? Dạ, trên công trường xây dựng á. Tức là em là kỹ sư đúng không? Dạ, kỹ sư an toàn. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An. Long An, Gò Công là sát với nhau ha. Dạ. Rồi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ thì ưu điểm của em là vui vẻ, ít nói và tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Và thì cũng lý do thể thao đó là em cũng không biết nhậu và không biết uống bia, không biết thuốc. Hay quá, là một trận luôn. Khuyết điểm có gì không? Khuyết điểm mà em thấy lớn nhất hiện tại là em không biết nấu ăn thôi.
Không biết nấu ăn. Dạ. Không sao, có phụ nữ nấu. Dạ. Rồi. Về cũng tập nấu vài món đó nha. Dạ. Quá tốt, còn bạn nữ. À. Dạ, ưu điểm của em á thì được mọi người nhận xét là khá là hòa đồng, thân thiện, với lại em hiền. Cái ưu điểm thứ hai của em á là em biết lắng nghe và chia sẻ. Thì thường em thấy là bạn bè em mà ai mà có tâm sự thường thì tìm tới em để mà chia sẻ cũng như là nhờ em cho lời khuyên. Cái ưu điểm thứ ba nữa là em cũng rất là thích nấu ăn. Tại vì là em đi học xa từ nhỏ, không có được mẹ dạy cho nấu ăn, nhưng mà em cũng hay tìm hiểu để mà tự nấu á, thì em cũng có thể nấu được những cái món ăn trong gia đình. Dạ, thì quá, bởi vì không biết nấu ăn. Cái đó để em lo. Rồi, để em lo. Dạ. Còn về khuyết điểm á, thì em hơi biết ướt. Tức là em coi phim mà cảm động quá là thường em hay khóc, thì xấu hổ lắm. Khuyết điểm nữa là hơi nhát á, nhất là sợ ma. Tại vì em bây giờ ở Sài Gòn á, thì em ở chung với một người bạn nữa của em. Nhưng mà bạn đó cuối tuần thì hay qua thăm cháu của bạn bên Gò Vấp á. Thì em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ ma. Dạ đúng rồi. Cần tìm người ngủ chung gấp. Bởi vì đỡ sợ ma đúng không? Dạ. Rồi em trải qua bao nhiêu tình trường mình như thế nào rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Quen bao lâu rồi em? Cái mối tình đầu tiên thì em quen được 1.5 năm. Còn mối tình thứ hai thì là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Cái mối tình thứ hai lý do chia tay là tại vì hai người không có hợp tính với nhau. Em thì hướng nội, còn anh đó thì hướng ngoại. Thường xuyên xảy ra tranh cãi á chị. Bạn trai? Dạ. Mối tình vậy? Dạ thì từ năm 1900 hồi đó đến giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào. Cái gì? Chưa có mối tình nào hết. Từ xưa giờ luôn hả em? Dạ. Lý do? Dạ tại vì lúc mà vô đại học thì chọn ngành thì cũng là nhiều trai quá, nữ, với lại sau này ra trường thì làm bên xây dựng nữa, nên là gặp nữ thì ít, rất là ít. Nói chung là môi trường làm việc thì không có nữ nhiều. Em muốn tìm một mối tình như thế nào để hợp với em? Dạ thì nữ thì em thích một người ngoan hiền, nói chung là vui vui tí cho vui nhà vui cửa. À dạ, rồi phải lễ phép với gia đình. Nếu mà bạn bên kia thì em thấy anh nấu ăn quá là tốt rồi. Em không biết nấu ăn bên kia. Dạ. Ăn được là mừng rồi đó. Dạ. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Dạ nghe, nếu mà em nghe cái giọng thì giọng nó rất là trong trẻo, và đúng là cái giọng mà em cũng thích phụ nữ mà cái giọng nó như vậy. Rồi, để anh qua anh coi bạn gái coi sao rồi anh về anh thông báo cho em biết ha. Rồi, chào em gái. Em có phải là một người phụ nữ đảm đang về tất cả công việc nội trợ trong gia đình không? Dạ thật ra nói đảm đang thì em không dám nhận là mình đảm đang. Nhưng mà nếu mà mình có một người để mà mình cố gắng thì em sẽ cố gắng học để mà có thể vun vén gia đình. Giữa một người thật là đẹp nhưng mà tấm lòng không tốt, giữa một người tấm lòng rất là nhân hậu nhưng mà không được đẹp bằng một siêu mẫu nào đó, thì em chọn cái gì? Dạ tại vì là em cũng trải qua 2 mối tình, với lại em cũng tìm hiểu nhiều người rồi thì thật sự bây giờ nếu mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài á, thì cái tính cách vẫn là quan trọng hàng đầu. Còn về ngoại hình thì thật sự nếu mà mình đã yêu rồi thì cũng không có quan trọng về ngoại hình lắm. Quan trọng là sự chung thủy. Dạ đúng rồi. Sự chăm sóc người đàn ông đúng không? Dạ. Anh có hay ghen không? Thật sự thì ghen thì yêu là phải ghen rồi anh. Nhưng mà nếu mà bạn đó lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn á, thì muốn đi đâu cũng được, em không có cấm. Anh nghĩ người đàn ông bên đây là cho em một sự chung thủy. Dạ. Cho em một sự an tâm tất cả mọi thứ. Dạ. Nha. Cũng là một người em đang tìm kiếm. Trời, em rất là xinh, đàn gái rất là dễ thương. Rất là ok em. Em muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào để chị qua chị xem. Dạ em thì tại vì em không được cao nên là em có ấn tượng với mấy anh nào chân dài xíu thì chân người dài xíu. Dạ đúng rồi, người thì vừa vừa, nếu mà mập mập xíu cũng dễ thương. Còn tính cách thì em thích hiền lành, cũng hài hước chút xíu, đừng có khó tính quá em sợ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có nói nhiều quá, tại vì em thấy có nhiều người nói nhiều nhưng mà không có làm được. Yên tâm, bạn này là nói dài nó dở. Bạn này sẽ thương em lắm. Dạ chào chị ạ. Rồi chào em. Chưa có một mối tình nào hết rồi bây giờ mình có bạn gái rồi, mình có biết cách yêu thương với chăm sóc bạn gái không em? Dạ được, chị học hỏi từ mấy người đó yêu rồi á. Học hỏi hả? Dạ. Học hỏi anh Quyền Linh ha. Dạ. Có gì anh hỗ trợ cho em. Dạ. Nếu như được thì em định là lúc nào thì mình tiến tới hôn nhân? Dạ thì em nghĩ là khoảng từ một năm tới 2 năm là thời gian hợp lý nhất ạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Lấy nhau về thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, nên em sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ và gia đình. Là mình sẽ làm dạ. Dâu. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em chỉ không thích người bạn gái là hay nóng tính á. Đó là điều mà em rất là sợ. Tại vì tánh em cũng hiền nên là mỗi lần cãi lộn em hay cãi thua đó. Nên là cho phụ nữ hiền lành thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như ở rể thì em có đồng ý không?
Dạ đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ miễn là trong, nếu mà gần gần thì ok. Nếu mà bạn người Tiền Giang thì cũng quá là gần rồi. Được ha. Dạ. Nói chung là miễn là vợ chồng yêu thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Để cho hai trẻ gặp mặt. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị họ. Rồi, chào cô. À, xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào con. Thì nãy giờ cô xem thì cô thấy con cũng được dễ thương. Dạ. Cũng thôi thì hai đứa cứ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu rồi nếu mà được thì cô tính ra. Tính của cô đó là giống mẹ con luôn. Mẹ con cũng hiền với lại là dễ tính vậy luôn. Cô thì thoáng lắm sao cũng dạ. Được từ từ cái gì cũng phải học hỏi, ai cũng phải học hỏi hết. Dạ. Chứ không ai mà tự nhiên mà biết cái gì đủ thứ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đồng nghiệp của em, thì em cũng muốn là có dắt cậu em theo, tại vì cậu em ở Sài Gòn nhưng mà tại hôm nay ông ngoại bị ốm đang nằm bệnh viện nên là cậu không đi được. Dạ có đồng nghiệp của em đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi cho chị gặp đồng nghiệp của Minh nhà gái. Em chào MC Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Em chào mọi người ở trong khán phòng. Về chị Nhung thì chị Nhung là không có thể dùng từ dễ thương mà là nhìn chị Nhung đáng yêu. Nhìn cái kiểu nhìn là muốn nận liền luôn. Còn về tính tình thì thực sự giống như là chị Nhung có trao đổi ngay lúc đầu là rất là hiền và đồng thời là như giọng nói là cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn, cho nên là bạn trai cứ yên tâm là không có bị ăn hiếp đâu. Còn chị Nhung ơi, bạn trai sáng sủa lắm nha. Cũng có chiều cao tương ứng với như mình mong muốn. Em nghĩ là nên xem xét để mà có thể phát triển thêm cho chị Nhung. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Bây giờ kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt nha. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Mời các bạn. Dạ, em chào anh ạ. À. Chào em. Em thấy anh ổn không? Ở dưới nhắc kìa, má nhắc kìa. Quên. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ thì lúc nãy em nghe giọng của anh thì bây giờ em gặp mặt á, thì nó cũng không có khác gì so với em tưởng tượng. Thì nhìn anh rất là hiền lành, tin tưởng, tạo cái sự tin tưởng cho người đối diện. Còn anh thấy em như thế nào ạ? Thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và giống như bạn em đó, rất muốn nịnh. Hôm nay em tới đây á, thì em cũng sơ xuất, chưa có chuẩn bị được quà cho anh. Thì em xin phép là gửi tặng anh một bài hát nha. Hay quá. Hay quá. Em sẽ hát bài Say You Do của Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buồn lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Dạ hết rồi. Hay quá, cảm ơn em. Em trai hãy nói những gì mình suy nghĩ về bạn nữ. Và trái tim mình có rung động chưa? Thì nãy giờ em anh nói chuyện với em thì nói chung là em rất là dễ thương, từ giọng nói cho tới khuôn mặt, ngoại hình. Thì mình lên đây thì mình có cái duyên và anh cũng hy vọng là mình sẽ có cái nợ với nhau. Và anh cũng hy vọng là cái yên xe ở phía sau sẽ không còn trống nữa. Rồi, hay quá, dễ thương quá. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Cát Tường nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Hai em nào hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi nào. Bạn gái đúng như em gái nói đó à, dễ cưng ha, đáng yêu làm sao đó. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Chúng ta có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tìm hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn nha. Chà, bây giờ bạn trai chưa có mối tình nào, rồi có biết hôn bạn gái không? Dạ cố thì chắc được. Cố đi em. Cố được. Không. Ở dưới là kêu hôn má. Hôn má đi đi em.
lâu mà bữa nay tôi nghe mà kêu mà đó dễ thương lắm thơm luôn á, thơm vậy, thơm quá ha. Rồi đây gửi tặng hai bạn là một bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ thương hiệu từ Hàn Quốc Skin Azak. Rồi gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà dành cho hai bạn, một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX toàn quốc. Rồi chúc hai em thật là hạnh phúc. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Rồi. Dạ em làm gì cũng nhanh, có những thứ không nhanh được nha. Cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Chị muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Em không thích ai nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Vân và em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mạng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ làm chính để nuôi việc học ạ. Làm chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mạng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu á? Dạ em cũng ở Đồng Nai. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán, dạ, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái đoạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ, cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bầu chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy, dạ. mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất, dạ, đối với rồi. Em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ mét 55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em mét 58. Trời ơi, trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. Gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập.
Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Đó là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi, cưới chồng phải cưới liền tay ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. Tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đấy thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đấy, thương, có duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ chứ. Có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ, em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha cưng ha, phải dạ. Nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. Trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi cái người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mới rao đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ em quà. Dạ em có món quà tặng anh. Rồi em cảm ơn. Dạ em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có trời ơi vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em, chính em. Chẳng ai khác ngoài em. Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xin miếng music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ. Tại em gì hả? Hết ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật ạ. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi dạ. À bỏ đi, vậy là hai đứa đi luôn anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm cái chương trình mà nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày, là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn.
Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối, tại vì dạ. Cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ. mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Yeah. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc nè. Thấy chưa cưng? Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là mà vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Không. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh muốn hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Cái này dữ hơn nữa. Cần tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi, em cũng còn sinh viên mà. Ủa vậy à? Và em muốn người đó có tính cách đối lập với em. Tầm chắc tầm 30-40% rồi ạ. Em thấy chắc là em trượt. Chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ nhì để xem là họ có thú vị như là cặp đôi vừa rồi hay không. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và bạn gái kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ.
Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992, quê em ở Ninh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng, QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc, hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi, bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hiền, khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ, còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá, đâm ra dễ mất lòng người khác. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ, là có nghĩa là chưa có tình yêu. Dạ. Chưa có tình yêu luôn. Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay anh trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ vậy ta. Trời ơi. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tính chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay anh gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn? Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Vậy là dạ, hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa, một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to 2 mí, người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Vâng, nhưng mà không biết được, nhưng mà gặp mặt này thích thì sao, không cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em cũng 63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mặt hơi ốm nè. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy? Không. Thôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ sao? Xem tình hình nào chứ. Còn bây giờ là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên. Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không. Tại vì rồi, em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều con gái. À vậy à, rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay mắt như thế nào? Mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không cần phải xinh quá, tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá, mình cũng không được đẹp nên. Sao, bi quan thế, cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích hay nói nhưng mà đừng có càm ràm, không thích càm ràm, ý là hay nói lên, tính lên, em càm ràm nói nhiều đó. Tính sao? Em cũng ít nói. Em thích rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chào em gái. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt à? thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Thôi, quan trọng vẫn là con tim. Tôi giỏi gia đình. Gia em đình. Gái đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi với ai? Tôi sẽ thay mặt gia đình đằng gái. Với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau.
nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Mở rào, hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kêu rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi em. Quay qua nở nụ cười xem nào. Chào, chào em. Công Huyện, qua phường ngay. Chào, hôm nay anh không có hơi cho cái bạn đi ăn chơi cùng chị nhiều nên anh tặng bố hoa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê chắc chắn cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng mà anh khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể ạ. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn rồi. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Cái nó vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Ừ. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình, sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à, cái cặp này... Cái cặp rồi. Này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì... Cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Chị nhất là hôn mãi. Hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nó nghe coi nè. Có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho chị nghe đi chị. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Đúng rồi. Quá trời trái. Bảo vệ bạn gái kìa. Xin cảm ơn chị. Cầm cho nó. Rớt rồi, để lại đi.
rớt cho nên cần đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số sau. Biết nhậu thì cũng được, cái đó thì em cũng không phải là không thích, nhưng mà đừng nhậu nhiều, đừng có say bê bết. Điểm mạnh của em thì thật thà, thì đa số mọi người nói vậy. Người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút, vui vẻ, sâu sắc, đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, điện nước cơ khí là làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.